Chào các bạn à. Hôm nay mình mời các bạn cùng với mình tham quan tiếp cái khu công viên rất lớn ở Sydney nha các bạn. Nó có tên là Hyde Park, thuộc tiểu bang New South Wales, Úc Châu nha các bạn. Cái công viên Hyde Park này nha các bạn, nó nằm giữa cái trung tâm Sydney đó nha các bạn. Trước mắt mình là khu giải phố đồ sộ rất đẹp. Nó nằm ở trên con đường Liverpool nha các bạn. Ở đây cũng là đầu phía nam của khu công viên Sydney Hyde Park nha các bạn. Mình nhìn dọc theo khu giải phố nguy nga tráng lệ nằm ở trên con đường Liverpool này nha các bạn. Quá đẹp, quá tuyệt vời các bạn ơi. Phía trước mặt mình là cái ngõ năm đó nha các bạn. Phía bên này nó là con đường Liverpool đó. Tiếp con đường Liverpool phía bên kia nó là con đường Oxford Street nha các bạn. Ở đây xe cộ rất là đông nha các bạn. Người đi qua lại cũng rất nhiều nha các bạn. Phía sau lưng mình đó là cái khu công viên Sydney Hyde Park nha các bạn. Ở đây cũng có rất nhiều cái ngôi nhà cao chọc trời nha các bạn, mà mình trông nhìn rất là đẹp mắt nha các bạn. Phía bên kia đường nó là cái Hyde Park Plaza đó nha các bạn. Ở trong này có shopping nữa nha các bạn. Kế cái Hyde Park Plaza này nó là cái hotel resort rất lớn nha các bạn, nằm sát bên cái Hyde Park Plaza đó nha các bạn. Nhìn cái khu khách sạn resort 5 sao rất là lớn, rất là đẹp, quá đã mắt các bạn ơi. Mình đang bước vào bên trong của cái khu công viên Hyde Park nha các bạn. Phía xa xa nó là cái đài tưởng niệm của quân đội Úc Châu nha các bạn.
sau của cái đài tưởng niệm quân đội Úc ấy nha các bạn, nó có một cái hồ nước rất là trong, rất là sạch nha các bạn, nó được gọi là hồ phản chiếu này nha các bạn. Xung quanh khu hồ này thì nó có nhiều cái hàng ghế băng, ghế đá nha các bạn, để các bạn có thể ngồi nghỉ chân hoặc thưởng thức của cái cảnh hồ nước này nha các bạn. Phía chính giữa của khu công viên Sydney Hải Phạt đấy nha các bạn, thì nó có cái con đường rất là lớn nha các bạn, nó nối từ cái đầu phía nam cho tới phía bắc luôn đó nha các bạn. Cái khu công viên này thì nó có từ lâu đời rồi nha các bạn, nó cũng rất là nổi tiếng ở thành phố Sydney nha các bạn. Phía trước mình là cái vườn bông của cái khu công viên Sydney Hải Phạt đó nha các bạn. Cái khu công viên Sydney Hải Phạt này, cái cấu trúc của nó là như là một cái hình chữ nhật đó nha các bạn. Nó bề rộng khoảng 16 hectare đất đó nha các bạn. Trong cái khu công viên Sydney Hải Phạt này nữa nha các bạn, nó trồng khoảng cả 100 cây to nữa nha các bạn, nó có rất nhiều bóng mát để tiện lợi cho nghỉ ngơi nữa nha các bạn, hoặc các bạn có thể dạo chơi hay đi chơi ở trong cái khu công viên này nha các bạn. Hiện thì mình đang có mặt ở phía bắc của khu công viên Sydney Hải Phạt các bạn. Cái đầu đường của cái phía bắc này thì nó giáp ranh với cái con đường St. John Road với nha các bạn. Ở đầu phía bắc của cái Sydney Hải Phạt nổi bật nhất là cái tượng đài phun nước này nha các bạn. Ở bên trong cái hồ nước thì nó có nhiều cái tượng đồng trông rất đẹp mắt nha các bạn. Phía trước là cái bàn thờ vua rất lớn nha các bạn, đặt ở trong cái khu công viên Sydney Hải Phạt này. Mình thấy thì nó có rất nhiều người lớn tuổi vô đây để mà chơi nha các bạn.
Nếu các bạn xem cuốn video của mình cảm thấy thích thú nha các bạn, hãy cho mình một cái comment hoặc một cái like để mình làm động lực làm tiếp nha các bạn. Thôi tới đây thì mình xin chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn lại các clip sau. Bye bye.